Trời ơi các bạn ơi, cây này của tôi với ông xã tôi mua tính nay là mười mấy năm rồi, mà đâu có ngờ thằng này, thằng con của tôi, nó đi, tôi kêu nó đi làm cây mai, nó quay qua nó làm luôn cây này của tôi. Các bạn ơi, chịu nổi không? Cây này của ta đang xum xê dày mà nó nở lòng nào nó cắt cục của tôi. Biết bao giờ cây này nó dài ra cỡ như vậy. Nè mọi người ơi, con trai của tôi, ông bà đét ơi, nó nở lòng nào. Trời ơi trời, cây này nay mười mấy năm nó mới được cái thân gốc bay lớn. Mà cây của nó thấp thấp vậy thôi, mới hôm bữa tôi khoe ở đây. Đó bây giờ nó làm, nó làm cây mai, tôi đâu có biểu nó làm vậy. À, nó làm cây mai thôi chứ nó đâu mà được cắt vậy. Ừ. Đó, cây mai sở dĩ phải cắt vậy là tự vì sẽ làm đặng mở cái bầu đất ra rồi là làm cho nó trồng thật luôn ở dưới kia luôn. Đó. Không biết là ông ta làm vậy đúng hay sai gì. Nhưng mà giờ các bạn nhìn đây nè, hai cây mai mua của bên Hoàng Ngọc Biển Đông thì giờ nó cắt nhánh hết trơn rồi nè. Nó chưa có tháo bầu lắc chiều nữa thì nó tháo bầu. À. Chỉ có một cái tôi đau khổ, hai cây này của tôi mắc tiền lắm đó mọi người ơi. Mắc lắm đó, không phải rẻ tiền đâu. Mà nó chơi nó cắt cục vậy giống con chó nó chặt mẹ cái đuôi của anh ta. À. Hôm 30 Tết chạy đi mua mấy chậu bông nè các bạn. À, coi như 12 chậu có 200 ngàn. Ừ. Ông ơi, trời ơi trời, nó chặt này nữa của tôi hết rồi mọi người ơi. Đâu mà cây dương, cây gì của tôi đây. Ôi trời trời ơi trời, chết rồi, tôi ở nhà tôi đâu có biết đâu. Tôi ở trong nhà đâu có thấy, đâu có thấy nó làm ngày này. Ông bà đét ơi, mới có mùng 7 Tết cái là nó làm trụi lũi hết trơn. Các bạn xem nè, trời ơi, bình địa hết rồi, bình địa hết rồi. Trời ơi, trời.